Xin chào quý vị khán giả của Guitar Long. Hôm nay Lạc được anh Long mời qua test một cái đàn custom cho một người anh ở Hà Nội. Thì người anh đặt cái đàn và một bộ pedal. Hiện thì cái setup của Lạc thì sẽ có là đàn nối vào bộ pedal, rồi từ bộ pedal đó sẽ out ra một cái loa để gần ngay đây. Thì trên bộ pedal nó sẽ gồm có thứ nhất là nguồn. Cái nguồn này sẽ là thay vì mỗi một cái cục pedal nó có một cái adapter để cấp điện cho cục pedal nó, thì nó sẽ rất mỗi một cục là một cục pedal thì nó sẽ rất là rối và nó rất là cồng kềnh. Thì ở đây mình sẽ có một cái cục nguồn tổng. Cục nguồn này thì mình sẽ cắm điện trực tiếp 220 ở nhà. Thì trên mỗi cái cục nguồn này nó sẽ chia ra làm 10 cái đường out ra. 10 cái đường này sẽ cấp nguồn cho từng cái cục pedal ở trong cái bộ setup của mình ha. Thì cục thứ nhất là EQ. Cái cục EQ này nó sẽ giúp tăng giảm cái tiếng bass và tiếng treble của cái đàn của mình. Thì về cơ bản nó cũng sẽ tương tự giống như là bass treble ở trên cái EQ trên đàn thôi. Nhưng mà cái cục EQ này á nó sẽ chi tiết hơn. Nó sẽ chia ra thành từng dãy tần số cụ thể. Thì cái tần số mà nó càng thấp nó sẽ ảnh hưởng tới tiếng bass, và cái tần số mà nó càng cao nó sẽ ảnh hưởng tới tiếng treble. Ví dụ thấy ví dụ như vậy ha. Ví dụ nè. Đặt đánh đây. Giờ mình sẽ tăng cái tần số thấp lên. Tăng lên. Mình sẽ thấy tiếng đàn của mình nó dày hơn, nó hơn và nó tối hơn. Nó giảm xuống. Mình sẽ thấy cái tiếng bass của mình nó nhẹ đi hơn ha. Rồi, tương tự như tiếng treble, những cái tiếng ở cái tần số cao thì nó sẽ ảnh hưởng tới tiếng treble. Ví dụ như như vậy đi ha, mình đánh như vậy. Đây. Đây là bình thường ha, mình tăng lên nè. Mình sẽ thấy cái tiếng nó sáng hơn và nó đanh hơn. Giảm xuống. Nó sẽ đục lại. Tăng lên lại nè. Thì đó là cục EQ. Thì cái cục EQ này á, nó sẽ cách dùng của nó sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất là cái ý thích của mình về cái tiếng đàn. Ví dụ có người sẽ thích tiếng đàn của mình nó nhiều bass hơn, nó dày hơn, nhưng mà ngược lại cũng sẽ có người thích cái tiếng đàn của mình nó nhiều tiếng treble hơn, nó long lanh, nó sáng hơn. Thì mình sẽ tinh chỉnh bằng cái cục này. Thêm một trường hợp nữa là cũng sẽ có những lúc mình đánh trên sân khấu thì nhiều khi tiếng đàn của mình nó bị thì mình sẽ giảm những cái tần số thấp lại, nó sẽ đỡ hoặc là nhiều khi bị hú thì mình sẽ giảm những cái tần số cao lại, nó sẽ hết hú, nó sẽ đỡ hú hơn ha. Thì đó, thứ nhất là do sở thích và thứ hai là tùy thuộc vào môi trường, tùy thuộc vào sân khấu mà mình diễn. Rồi, đó là cục EQ. Cái cục thứ hai, cái cục màu xanh này người ta gọi là cục compressor. Thì compressor sẽ làm gì? Nó sẽ làm đều cho cái tiếng đàn của mình. Tiếng đàn của mình nó sẽ không bị quá nhỏ cũng như là không bị quá lớn. Giống như nhiều khi mình đánh mà mình hừng quá, mình hứng quá, mình đánh cái tay của mình nó hơi mạnh hoặc là nó hơi tì, cái lực nó hơi nhiều thì nó sẽ làm cho cái tiếng đàn của mình nó đanh và nó lớn hơn. Nếu mà không có cái cục compressor này nó sẽ dễ làm cho người nghe bị giật mình. Nhưng mà cái cục compressor này nó sẽ hạn chế cái sự vọt lên của tiếng đàn đó. Dù mình có đánh mạnh thì cái cục này nó cũng sẽ giúp cho cái tiếng đàn của mình nó dịu lại. Nó không có quá to cũng không có quá nhỏ, nó sẽ không có làm ảnh hưởng tới cái trải nghiệm của người nghe. Và cuối cùng cái cục màu đỏ này nó là cục reverb. Nó sẽ thêm cái đuôi reverb vào cho tiếng guitar giống như vậy nè. Mình sẽ nghe có cái đuôi ha. Thì nó sẽ có rất là nhiều kiểu reverb ở trên này, từ reverb phòng cho tới reverb sảnh, rồi reverb spring, rồi pled reverb. Nói chung là nó có rất nhiều loại reverb.
cái này mình sẽ tùy vào sở thích và tùy vào cái môi trường mà mình chỉnh cho nó phù hợp. Rồi, bây giờ là sẽ đánh thử ha, đánh thử. Đây là tiếng đàn mà đã qua xử lý của cái bộ pedal. Bây giờ là sẽ tắt hết tất cả mọi thứ, mình chỉ đánh tiếng đàn mộc thôi. Tiếng đàn đi thẳng từ đây qua bên loa, không có qua cái xử lý này để mọi người nghe thử ha. Không, được rồi. Anh tăng cái âm lượng của cái loa lên giùm em cái, tại hết qua mấy cái này rồi nó sẽ. Rồi. Đây là tiếng tiếng đàn của cây đàn đi trực tiếp từ đàn vô loa, không có qua bất cứ một cái pedal nào trên này hết. Mình sẽ thấy là cái tiếng nó không còn chi tiết nữa ha. Cũng như là không còn cái đuôi reverb nữa. Đây. Đây đây đây. Rồi, anh giảm bớt volume của nó lại giùm em. Mình mở lên lại nè. Rồi, tăng volume lên nè. Ít thôi để hú. 50 đó. Quạt thử nha. Đó là cái đàn custom cho một người anh ở Hà Nội cùng với bộ pedal. Em có lên cái bộ Rồi, mở hết rồi. mở chưa? Tiếng bên nó rõ nhất là Rồi, ok trời ơi, đúng người ta làm ông không có coi gì hết, xong rồi ông nhắc. không? Phải ai chứ? Sao? Rồi. Phải nhắc nữa cho nó cái đầy đủ nha. Rồi, Ok chưa? đầy Rồi, đủ hết rồi, rồi. tiếp tục. Rồi, đó là cái đàn custom cho người anh ở Hà Nội cùng với bộ pedal. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của Long Bùi. Xin chào và hẹn gặp lại.